Ý, xin chào cả mọi người nhá. Chào mừng trở lại với The Battle Cat Việt Nam này. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình thì mình là Mèo nhá. Mình sẽ người đồng hành các bạn trong trình các bạn chơi tựa game The Battle Cat cũng như là những khó các bạn gặp phải khi chơi game này. Yeah, xin chào cả mọi người. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo. Gì? Ok, lại là một ngày thứ bảy. Đúng rồi, hôm nay ngày thứ bảy hôm nay thì mát hơn rất nhiều so với thứ bảy tuần trước ở miền Bắc các bạn ạ. Ở miền Nam chắc là giờ cũng mát lên rồi, mình đoán thế. Miền Trung và miền Nam hình như là lúc nào cũng nóng như vậy, còn miền Bắc thì thỉnh thoảng nó mới có gió hơi mát tí. Mình không biết ở trong đấy như nào các bạn ạ. Ok, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ, lại là một ngày thứ bảy các bạn ạ. Nói chung là thứ bảy thì chúng ta lại dành thời gian nghỉ ngơi sau những cái ngày nói chung là dài ngoằng ở trong tuần thôi. Tính ra thì các bạn sống cả một cuộc đời dài ngoằng thì thường thì các bạn có mỗi thứ bảy chủ nhật để nghỉ ngơi, chứ còn lại thời gian còn lại đi học với cả đi làm hết đấy, chứ có nhiều có người còn làm cả thứ bảy cơ, thế thì thời gian đâu mà nghỉ đúng không các bạn. Đấy, tính ra nếu mà sống cả đời thì tính tất cả các thứ bảy mình sống ra không biết được bao nhiêu ngày nhỉ. Nói chung là ít lắm các bạn, chúng ta phải dành thời gian nghỉ ngơi các bạn ơi, và thời gian nghỉ ngơi chúng ta cần dành vào The Barricade. Ok, tập lần này cũng không có gì hot mấy. Chúng ta sẽ tập lần này chúng mình vẫn sẽ tiếp tục đánh Uncanny Legend các bạn ạ. Uncanny Legend các bạn. Ok. Đó thì đây, ngay trên màn hình các bạn đây, 100% tỷ lệ quay ra Uber ngay bây giờ đó. Ok, bonus lại cho chúng mình cái tỷ lệ quay 100% giao Uber nếu các bạn quay 11 lần. Đó thì nếu mà các bạn có giảm giá thì nó ở cái chỗ này nó sẽ là 750, còn nếu mà các bạn lỡ quay cái giảm giá đấy rồi thì các bạn sẽ là 1.500 để quay ra 100% Uber nhé các bạn. Đó. Đâu xem mà. Lần này thì banner Dark Heroes của chúng mình đã có sự góp mặt của một Uber mới, đó chính là đâu ạ, chính là Thunder Jack, Jack năm củ. What? Bloody Jack tức là kiểu Jack máu me, kiểu chết chóc các thứ các bạn. Đấy, người ta hay dịch cái chữ như thế. Xem nào. Immune to freeze tức là con này miễn nhiễm với cả đóng băng à. Có thể knock back zombie và alien. Ok, nghe có vẻ phế các bạn ơi. Immune to weaken, might knock back alien và angel. Knock back với cả alien và angel để làm gì? Knock back zombie thì nghe nó còn có vẻ ok đấy, nhưng mà từ từ mình đang tức là không biết con này có khỏe không nhỉ các bạn nhỉ? Tức là đại loại thì mình mới nhìn được cái hoạt ảnh tấn công của con này đó, chứ mình chưa 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 biết là về gì về con này cả. Và vậy là một Uber mới của Dark Heroes đã xuất hiện. Tức là lần cuối chúng mình xuất hiện thì là cái con White Knight Cyclops này, tức là cũng tầm lâu phết rồi nhỉ. Ui, tính là từ cũng được 1 năm chẳng nhỉ các bạn nhỉ. Cái con White Knight Cyclops này lần trước là tức là kiểu cái vừa xuất hiện cái banner Aku ấy, vừa xuất hiện cái loại kẻ địch mới Aku, thế là lần lượt các banner ra những con anti Aku đấy. Mãi bây giờ nó mới ra thêm một con mới. Ngoài, tính ra là bây giờ trong này có bao nhiêu con rồi nhỉ? Xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con rồi các bạn. Và một con Legend Rare đó là 11. Đấy, thì nói chung là nếu mà bạn nào có câu hỏi là như kiểu nếu mà các bạn mới chơi có nên quay cái này không thì có, chắc chắn là nên quay vào đây nha các bạn. Nói chung là trong này có rất là nhiều con dùng được. Nếu mà các bạn quay ra con đây, mình sẽ đếm từ số 1 sang phía bên kia nhá. Số 1 dùng rất ok, số 2 dùng bình thường nhưng mà vẫn dùng được nha. Số 3 tạm thời cứ để đấy, nếu mà các bạn chơi lâu thì các bạn sẽ dùng, ví dụ như mình. Con số 4 này hiện tại mình đang chưa chắc chắn về cái sự hữu dụng con này lắm. Hiện tại mình thấy cái kỹ năng của nó hơi phế nhưng không biết nó có ngon không các bạn. Con số 5 thì được dùng khá là nhiều và nhưng mà con này nó sẽ yêu cầu chiến thuật một tí. Con số 6 cũng dùng nhiều này, con số 7 dùng nhiều này, con số 8 dùng nhiều này, con số 9 ít dùng. Con số 10 dùng cũng bình thường các bạn. Nói chung là mấy con dùng nhiều và dùng bình thường là những con đem lại giá trị các bạn. Đấy, bạn ở bên này thì sao các bạn? Chắc chắn là cũng nên quay các bạn ơi. Nếu mà các bạn mới chơi không thể nào không quay cái này được. Banner này còn mấy con Pikachu nó đánh alien rất là khỏe các bạn ạ. Đây, ví dụ như mình có con này này, con này đánh hơi bị xịn luôn các bạn. Nói chung là quay ra con này thì rất là ngon. Con này thì về sau các bạn nâng nó lên hơi khổ thôi chứ còn nó cũng dùng được, không đến nỗi tệ các bạn. Con này dùng cũng tạm tạm. Hiện tại con này chưa có form 3 đúng không nhỉ? Đấy là loại thế. Đó thì mình sẽ đi qua cho các bạn một xíu. Con này dùng được nha. Con này nhiều người chê vãi nhưng mà nó dùng được mà. Đấy. Con này cũng dùng được. Ngày xưa mình dùng con này suốt, nếu mà các bạn theo dõi cái nick cũ của mình dùng con này suốt.
Thực ra là vì ngày xưa mình không còn lựa chọn nào khác, nhưng mà đại loại khi mà mình dùng thì mình vẫn thấy ổn mà, có gì chê đâu. Con này siêu ngon này các bạn này. Con này là hình như là con đánh giá cao nhất ở trong bộ này phải. Con này hoặc là con set. Từ từ. Trong bộ này có mấy con mà mình chấm nó điểm rất là cao nhá. Một là con đất này, con lửa, con sét đấy, ba con đấy. Còn con tím, con hai con xanh da trời và con xanh lá thì hiện tại mình đang đại loại nếu mà các bạn quay ra thì vẫn dùng được thôi, chứ còn nó không đến mức mà các bạn phải ruồng bỏ chúng nó, nhưng mà đại loại thì mấy em ý không bằng mấy em còn lại đấy, kiểu vậy đó. Còn quay ra Legend của bộ này thì xịn quá rồi, gì đó sao phải nói. À quên, mình quên không bảo với các bạn, mình có một vé Platinum Ticket các bạn ạ. Tức là vé này các bạn sẽ có 100% các bạn quay ra Uber. Đại loại thì để mà các bạn có được một cái vé Platinum Ticket 100% các bạn quay ra Uber này ấy. Đây có cái chữ ở đây này các bạn đọc nhá. Get an Uber 100% đấy, 100% Uber drop rate in the Platinum capture đấy. Tức là các bạn sẽ có 100% quay ra cái con mèo Uber ở trong cái đống này, được chưa? Nhưng mà để kiếm được cái vé này thì các bạn sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Đó thì các bạn có khả năng quay được tất cả những con xịn sò nhất ở đây. Ví dụ như các bạn đang thấy có này, Shadow Gao này, Dark Mitama này, D'Artagnan này, Kasly the Ban này, Ben này, đấy gì đấy. Dark Aegis Garou này, Is the Dancer of Xerath này. Mình chả biết đọc đúng không các bạn này. Đại loại thì đây là những Uber Limited này, các bạn đọc ở đây nha, đấy, nó có chữ Uber Rare Unit mở ngoặc Limited. Mấy con Limited thường sẽ là những con siêu siêu ngon tại vì nó không dễ để kiếm được các bạn ạ. Ui dồi, con Royal Pet này thì còn chất nữa các bạn ạ. Princess Cat, công chúa mèo các bạn ơi. Mình là vua mèo đó các bạn. Đấy. Ngoài ra thì các bạn có thể quay được tất cả những con Uber ở trong này, trừ mấy con Uber ở bộ season thì phải. Các season Uber collab đột biến các thứ thì không có rồi. Ok, chúng mình sẽ quay một vé Platinum để xem ra cái gì nhá. Sau chúng mình sẽ vào chơi các bạn này. Tốn 7 phút cuộc đời rồi. Ra gì, ra gì? Ô! Con này mình có chơi nhỉ? What? Con này mình có chưa? Ô, con này mình chưa có ạ. Vãi. Nhưng mà con này phế các bạn ạ. Thôi lần trước mình quay lần cuối mình quay vé Platinum là mình ra con Is. Lần đấy nó cũng thay đổi cuộc đời mình khá nhiều các bạn ạ. Thôi ra con này cũng được các bạn. Con này ở cái tầm của mình chơi đến bây giờ thì con này nó chạy khá nhanh, thế là nó cũng đem lại khá khá lợi ích cho mình nếu mà mình nâng nó. Ok, tôi sẽ nhận bạn. Mặc dù bạn không ngon lắm nhưng mà tôi sẽ nhận nha. Kachi Kachi. Cũng có nhiều bạn từng có con này xong hỏi mình có nó ngon không. Nhưng mà con này chỉ để support thôi các bạn. Nó không ưu tiên nếu mà các bạn quay ra đầu game, nhưng mà cuối game thì các bạn cầm nó chơi cũng được nha. Ok. Bây giờ chúng mình sẽ chơi Lord of the Wildland các bạn ạ. Ở video trước mình có đọc comment của mọi người ấy. Các bạn bảo là mình phải qua 4 cái như này nữa thì mình mới đến được cái chỗ có cái con mèo các bạn ạ. Khổ thực sự, bây giờ mình đánh cái này là một này, hai này với cả hai cái nữa rồi mới đến cơ. Ôi, nói chung là rất là mệt các bạn ơi. Chúng mình sẽ đến Panic Tower nha. What the fuck? Panic Tower tức là tháp tháp điên loạn à. Mình sẽ cầm đội hình mình không biết là mình, tại vì mình đã không biết trong này nó có cái gì nên mình sẽ phải cầm một cái đội hình gì đấy đi các bạn ạ. How about đội hình này đi, mình sẽ cầm đội hình này nha các bạn. Piano này chúng mình sẽ chơi Uber các bạn ạ. Mấy video trước chúng ta đã chơi không Uber như yêu cầu của nhiều người gì đấy đó. Ta chơi Uber, chơi không Uber cũng hay nhưng mà chơi Uber cũng hay mà. Nó có gì, nó đâu có tệ đến mức đấy. Ok, chiến thôi các bạn. À đấy, nếu mà các bạn chưa đánh xong cái Grateful XP thì các bạn nên đánh nha. Mình đang có 30 triệu XP này, hay 40 ấy nhỉ. Nói chung là rất rất nhiều XP nha. Đấy, kiểu XP chưa bao giờ là dễ này. Nhưng mà cái này chỉ dành cho các bạn chơi lâu thôi chứ mấy bạn mới chơi đánh cái này chắc phát khóc. Ôi, mấy con zombie nó cắn nhà mình đau quá. Mà này có cả zombie, cả Black, cả Trellis à. Ok nha. Mình sẽ phải đánh cái này từ từ. Hiện tại mình đang không có nhiều tiền lắm các bạn. Mà này mà có mấy con như kiểu con Delin Queen Cat thì ngon các bạn. Thật ra mấy con này cũng ngon rồi, chưa đến chưa cần đến Delin Queen Cat đâu nhưng mà. Ô. Con này là vấn đề nha. Lát nữa nó xuống mình sẽ phải gọi con Sniper Cat ra để giết. Hoặc là gọi Is ra, đúng rồi, Is, đúng rồi. Thôi tạm thời gọi con này ra, ra đã. Tuyến trên của mình đang hơi toang các bạn này. Ô, có con thỏ màu đỏ nữa kìa. Màn này mình đoán là nó phải có lý do nó mới gọi cái màn này là Panic Tower. Panic tức là kiểu bị, kiểu bị
kiểu panic, panic tức là kiểu bị loạn đấy các bạn, bị kiểu à kiểu kiểu bị điên loạn. Ôi con ít xuống mình chết rồi ạ. Phải. Oh no. Oh no. Oh no. Ui có con sniper cắt tiện thật đấy. Ui. Con sniper cắt tí bị cắn. No 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 no. Thua xong rồi, thua xong toạc 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 toạc. Tại vì mình không biết màn này nó có cái gì các bạn. Thôi xong chọn lại thôi. Mình đang chờ đến 5k1 tiền để gọi một con mà ai cũng biết. Nào 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 nào. Rồi, ra. Chiêu. Rồi. Tôi chỉ chờ có thế thôi. Chiêu. Rồi, đúng rồi. Tôi chỉ chờ có thế thôi. Chiêu, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Chiêu. Ôi rồi. Ôi thua rồi. Em ơi, chơi cái này khó thực sự luôn đấy. Chúng ta lại phải chơi lại các bạn. Hôm nay cổ họng mình đang hơi khô các bạn ạ. Nói cảm giác kiểu nó cứ bị thiếu nước bọt đấy. Ok, vậy là chúng mình đang cần à từ rồi, mình muốn xem màn này có những cái gì ạ. Panic Tower. À nó cũng chỉ có thinh như này thôi à. Mình sẽ cầm đội hình anti zombie đi nha các bạn. Mình có nguyên một cái đội hình để xử lý các em zombie không nghe lời. Ôi, con này bao giờ mình mới nâng được không biết. Để mình xem nhá. Màn đe đội hình anti zombie, tức là cái đội hình này chỉ thuần đánh zombie thôi mà màn này nó có cả Black các thứ thì à, đúng rồi, mình nghĩ là mình sẽ cho Khan Khan vào đấy được. Khan Khan cũng ngon đây, nhưng mà từ rồi nhá, tạm thời cứ cầm như này đã. Cho Khan Khan vào. Con gấu nó vả cho chết. Con ít của mình ra còn bị vả chết đó là con Khan Khan. Tạm thời thì chúng mình đi ưu tiên mấy bé đánh xa đã. Được chưa? Một nhảy chết luôn. Hí. Ôi, xem mấy nhảy chết. Hey, chiu. Ôi, chết luôn. Mình chỉ mong có thế. Ok, đàn này bắt đầu gọi mấy con Wushu khác ra nhá. Tại vì mấy con rắn là mấy con kia nó chuẩn bị banh đất ấy. Đây. Ui giời ơi. Ôi giời ơi, dùng Uber nó sướng như này mà các bạn. Tại sao lại không phải lại tại sao lại phải khổ thế nhỉ? Chúng ta phải chơi Uber các bạn ơi. Tấn công. Mà mấy con anti zombie đi đánh nó đỡ hẳn. Chết luôn. Chiu. Rồi, đúng rồi. À chết. Ván này mình phải mang cái trụ ván này phải mang cái trụ kia. Cái trụ mình quên các bạn ơi. Thôi mình sẽ chờ lúc con này nó chui xuống dưới thì mình bắn. À quên, đúng rồi. Mình mang cái trụ đây mà quên. Đây là đội hình anti zombie thành ra sẽ có cái trụ đấy các bạn ạ. Nào đúng rồi. Bắn đi. Chiêu. Ô. Nhìn chiến quá các bạn. Ôi nhìn cái máy này nó chiến vậy. Bắn. Ui. Vãi. Ô. Cảm giác đỉnh vậy ạ. Nhìn cái máy nó chiến vậy. À. Tấn công. Bắn đi em. Chiêu. Ô. Ui nhìn nhìn lực vãi. Ô. Nhìn lực vãi ạ. Ôi. Mình đã bị tổn thương các bạn ơi. Yeah, mình hồi cái tia laser rồi nha. Con gấu kia trôi đất mình sẽ bắn một phát cho nó hồi sinh luôn. Đứng dậy đây. Chiu. Đúng rồi. Con Kai này tanh Black mà nhở. Ui, con gấu trắng khỏe sao ấy. Nó vả con Kai ngã luôn kìa. Mà con Kai này anti Black mà. Bắn phát chết luôn. Ui, bắn ngã luôn. Thế cũng được. Ôi, đừng chết bạn ơi, đừng chết bạn ơi, bạn mà chết là tôi chết.
Người ngoài hành tinh đi ra làm việc đi cậu ơi. Đi chậm lại. Người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh. Thôi xong rồi, ui thôi xong rồi. Bạn bạn gấu ơi, mình thấy bạn hơi hơi khó chịu bạn ơi. Bạn gấu. Ui, bạn gấu chưa chết ạ. Từ từ mình đang chờ để con kia nó sắp hồi. Hay là gọi Kai nhở? Ừ, con gấu trắng chết rồi, tầm mày gọi Kai là chuẩn luôn rồi gì đó. Con Kai chỉ cần nó nhổ một phát là chết. Ôi, nó chết rồi. Ơn giời. Ông mèo dùng quá nhiều Uber đi. Mà này nếu mà không dùng Uber ấy, thì mình sẽ mang cái Rich Card các bạn ạ. À không, ông, ý mình là mang hai combo research. Đấy. Giờ chúng mình sẽ spam con Wushu này cho nó chạy ra thành một đội quân đúng không ạ? Mình chỉ sợ con Wushu mà này nó không đủ thôi. Tại vì con Wushu của mình nó chưa khỏe lắm các bạn. Wushu của mình level 40 thôi đó. Con rắn này nó chui đất mà nó đi sâu rồi đấy. Kiếp cái game này nó làm thực tế lắm cơ. Kiểu con chó thì nó chỉ chui được một đoạn thôi, nhưng mà con rắn thì nó bò được, chui đất được rất xa nhá. Game thật là thực tế. Hai con ở đằng sau mà các bạn nhìn thấy là hai con chưa true form các bạn ạ. Tại vì bọn nó chưa có form 3. Có con này có rồi nhưng mà mình đang chưa đủ tài nguyên để nâng các bạn ạ. Đấy, nói chung là nó khổ thế cơ. Nó khổ thế cơ. Đánh cái mình phải cần ba cái quả evil, cái quả aku ấy các bạn, cái quả mà có cái màu aku ấy thì mình mới nâng được form 3 của cái con này. Mà kiếm cái quả đấy mệt lắm, kiếm quả lâu vãi. Ôi khiếp, đánh mãi mới qua được một màn ạ. 17 phút video rồi, trời ơi. Lady in the Kling. The Kling này là cái gì nhỉ? Phụ nữ ở trong cái gì đây? Tự nhiên cái màn này lại có zombie mà mình đang hơi sợ sợ các bạn ạ. Mình sẽ cầm đồ hình này đi nhá. Cảm giác có cắt gót có an toàn nào. Màn này có 5 kẻ địch à? Mình nghĩ là có một con nào đấy siêu mạnh ở trong này. Ô, red. Ui, đây là đội hình anti red luôn rồi gì đó. Nhưng mà hơi nửa red nửa aku các bạn ạ. À đấy. Nhắc đến cái anti red. Trời ạ, lại nhắc về con Can Can. Trời ơi, Can Can. Trời ơi, cứ video nào mình nâng con Can Can là y rằng video đấy ở comment sẽ có các comment liên quan đến Can Can là mình không nâng talent cho chúng nó. Mình khổ lắm cơ. Ok. Đây. Hãy chiêm ngưỡng Can Can của các bạn đi. Con này không có 100% slow nha. Nếu mà nó có 100% slow thì ngon quá, mình nâng cái talent anti alien cho nó luôn. Nhưng mà các bạn nhìn xem, nó đánh mấy phát mới slow, một phát như này thì đánh cái gì ạ các bạn ơi. Đại loại ấy, thì con Kanka này có một talent gọi là talent anti alien đấy. Mục đích của con Kanka này ấy, nó vừa là một tanker vừa là một attacker đấy. Cái slow nó rất là ngẫu nhiên luôn. Thì thực ra thì nếu mà đầu tư vào một cái ETA liền cho nó ấy, thì cũng được đấy. Nhưng mà các bạn bây giờ mình đang không cần thiết các bạn. Tại vì bây giờ mình đang không có nhiều MP lắm hiểu chưa. Chứ còn về sau có MP thì mình sẽ nâng. Kiểu vậy. Chứ bảo ông mèo mãi mà ông ấy không nâng. Sao lại thế trời ơi. Làm gì có MP mà nâng. Ôi trời ơi. Mãi mãi đợt vừa rồi các bạn phải biết là kiểu bao nhiêu lâu mình mới quay gacha một lần ấy. Tại vì mình tích mà. Ôi các bạn nhớ từ lần đợt gần nhất mình, ui vãi nhiều lợn vãi. Đợt lần cuối mình làm cái gì nhỉ? Đợt lần cuối mình quay gacha là Fate Stay Night đúng không? Mình quay 5.000 cát phút đúng không? Với cả đợt trước đấy là ba mươi mấy vé vàng. Đợt đấy mình mới có NP đấy, cho nên trước đấy làm gì có NP đâu. Trước đấy nhá, mình tích từ trước cả Mystoria này, xong rồi bao nhiêu collab, xong rồi sự kiện khác. Trước đấy mình quay cái gì chứ? Nói chung là hiếm khi mình quay gacha lắm, tại vì mình tích một đống rồi mình quay một thể. Đấy, nói chung là nó khổ thế các bạn. Mà để toát quá các bạn, mình không có chặn sống. Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Mình đi làm mấy con lợn này nó trâu lắm các bạn. À mà đội hình này là đội hình không Uber đấy à? Giờ mới nhận ra đấy. Thôi xong, thua rồi,
thôi. Lady in the Kling mà sao lại có lợn thế nhỉ? Mà này chúng mình để mình xem nhá. Chúng ta sẽ làm gì hả các bạn? Chúng ta sẽ hủy diệt màn này chứ còn sao nữa. Mình sẽ cầm cái gì đấy ta? Gravelon Dawn vào đây, come in. Mình sẽ đổi chỗ cho con này đi. Đấy, có dậy thui. Rider à? Rider là Anti-Angel đúng không? Cho con này vào cũng được này. Từ từ mình sẽ... Mình nghĩ là Rider sẽ ngon hơn là... À từ từ, mình nghĩ là không các bạn ạ. Màn này chúng ta sẽ cho Ranma Satomi vào đây. Tất cả màn này chúng mình cần chặn sóng các bạn ạ. Thành ra là mình sẽ cần một cái gì đấy chặn sóng. Card Machine cũng ok đấy nhưng mà Card Machine ra dễ oẳng lắm các bạn. Nên là chúng mình sẽ cần Octopus Card. Được rồi. Đấy. Màn này chúng mình đang hơi nhiều. Mình tin tưởng vào con Khan Khan hơn là Courier Card các bạn ạ. Xem nhá. Không biết có đánh được không các bạn. Mình sẽ mang cái Thunderbolt này đi. Ok, đánh màn thứ hai nào. Trời ơi, một video đánh với cái này khó dã man. Tiếp đây là mình cầm Uber, mình có chơi lâu. Đây mà bảo mình không chơi, không Uber thì mình chơi đến bao giờ được. Đại loại thì chúng ta là những người chơi game The Battle Cup thôi. Đánh con lợn. Họ vừa vào game đã cho mình con lợn như này thì đánh đến bao giờ nó mới chết được. Nhưng mà tranh thủ cái lúc này kiếm tiền được các bạn ạ. Tại vì trước khi mình đánh vào trụ nó ấy, thì sẽ thì mình nghĩ là mình nên mắc tiền trước, mắc level 4 đấy kìa. Con lợn khỏe thế. Quá. Con vịt cũng trâu cơ. Giết rồi, giết rồi. Từ từ, mình mất tiền rồi mình sẽ để nguyên nhé, để cho kiếm tiền các bạn ạ. Tạm thời mình sẽ để cho mấy đồng chí can can ở đây hy sinh nhé. Ok, giết một con rồi. Sắp full tiền, sắp full tiền. Mình chờ full tiền để mình gọi mấy con Uber cho nó dễ các bạn ạ. Ok. Ui giời. Nhiều tiền. Nhiều tiền là hợp lý đấy. Bây giờ gọi hai con này ra là cũng tầm 8k tiền này. Ôi mà này quên không mang cắt CPU rồi. Nếu mà tích được như này thì mang cắt CPU lợi hơn các bạn ạ. Nên thôi mình lại phải tự spam chay rồi. Ui, bóng băng được con Angel sướng hẳn. Con lợn đỏ chết rồi này. Ui, bạn ấy càng càng đánh bao nhiêu mà chết. Ô, con đang rồi chết nốt rồi. Ngon. Lady in the Kling. Ok, vậy là màn này các bạn chỉ cần cầm đúng loại thôi là thắng. Ở đây mình không mang nhiều Uber sát thương. Tại vì con ít của mình nó đã là sát thương chính rồi. Thành ra mình không phải mang thêm con gì cả. Ok. Tiếp nha. No Hope Ranch. Sao cái các cái ải ở đây tên nó có buồn cười nào nhỉ? No Hope Ranch. Ôi mà này có 3 con các bạn ơi. 3 con thì dễ là bot lắm.
Ba con này dễ là boss lắm. Có khi nào nó là relic không nhỉ? Từ đổi nha, mình sẽ đổi con này vào đây. Đó, ok. Video trước mình vừa nâng Talon Kankan nên video này mình sẽ dùng nó các bạn. Tại vì mình nâng rồi mình phải dùng. Tại vì khi mà các bạn nâng một cái gì đấy rồi ấy, mà các bạn không dùng nó rất là phí. Ôi, màn này có relic các bạn ơi. Từ từ từ. Nhìn cái background đằng sau là biết ngay là màn này có relic rồi. Chúng mình phải đổi ngay. Trời ơi. Mình có nên bỏ courier các không nhỉ? Thôi bỏ thử nhá. Mình cho một con anti relic vào trước đã. Để xem như nào. Đừng có đà điểu là được các bạn ơi. Ui. Video trước đánh con đà điểu rõ khổ. Knockback effect up, ok. Mình đang không mà. Ui black. Cần can sẽ là mọi thứ các bạn ạ. Ui, Delin Queen khác. Xịn 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 xịn. Ô nhiều quá nhiều quá nhiều quá nhiều quá. Ô vãi, vừa bảo không có ra điều xong đừng. Thôi anh điểu ơi, anh điểu ơi là anh điểu. Thôi xong rồi, thế mà này con này là... Có một con nữa đúng không? Có một con nữa chưa xuất hiện đúng không? Ở đây là bạn, ở đây mình đang có hai kẻ địch này, hai kẻ địch siêu khó chịu ạ. Con này nó chỉ knockback thôi, thành ra là nếu mà chúng mình spam liên tục thì tốt. Ôi, nó spam con đà điểu ạ. À. Thôi Phono tấn công bạn ơi, tấn công bạn ơi, Phono ơi. Siêu, ôi giời ơi, siêu 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 Gritina drone nam mèo các bạn ơi. Chơi game cứ cầm Uber xịn vào, thắng nó nhanh hẳn các bạn. Nếu mà thắng nhanh này thì mình sẽ chơi thêm màn nữa, hoặc có thể là mình clear thẳng cái này luôn nếu mà không không gặp khó khăn mấy. Có gì nếu mà được thì video này màn này mày mình mà thắng nhanh thì mình sẽ đánh luôn nốt mấy màn sau luôn. Cố lên nào. Ui Cross bị đánh, Cross bị đánh. Ui con voi đằng sau cũng trâu các bạn ơi. Nó mãi không chết được kìa. Con voi trâu cơ. Cả con voi cả con đà điểu. Con đà điểu được trâu thế, trời ơi. Ok, tuyệt vời. Con ít của mình có immune cho knockback không nhỉ? Ôi có các bạn ơi, ôi nó sẽ vào nó đấm luôn. Đúng rồi, ít rồi. Miễn là cậu có sát thương. Tấn công, chiu, chiu, chiu. Ôi ít chết luôn ạ. À. Ôi, nhưng mà nó... Ôi, con ít nhiều sát thương lắm. Nó kiểu Bahamut đấy các bạn. Xịn thật. Yeah, thắng rồi các bạn ơi, tuyệt vời. 28 phút, trời ơi, 28 phút video. À. Nhưng mà mình mất mấy phút đầu để kiểu đi giải thích cho các bạn về cái mấy cái banner ấy. Thường thì tại vì mấy bạn newbie không biết thì mình cứ hay giải thích lại. Thôi thông cảm nha. Hunter Hill à? Thì mình xem. Từ từ, trước tiên là mình sẽ nâng thử con kia lên cho các mọi người xem nhá. Thôi mình quay thử Uber mới đúng không? Con đấy ở bộ Ultra Soul các bạn ạ. Mega Mega Aphrodite này. Mình thích nâng Gengar cơ nhưng mà mình đang hết quả. Đây, Kachikachi đây rồi. Xin mời bạn lên level bạn ơi. Con Kachi này à, Evo lên chơi sướng các bạn ạ. Con này chơi sướng này nha, mình chưa chơi. Cả hai con, mấy con ở trong bộ cho sâu ngon lắm. Nếu mà có cơ hội ấy, nếu mà các bạn mới chơi thì tốt nhất là nên chơi cái đấy. Đó, đại loại thế. Ui, nhiều màn thế. Ui, rồi lướt này. Lướt đấy. Đây này, các bạn chơi này nhiều XP lắm. Rồi mình sẽ chơi tiếp nha. Nhanh 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 nhanh. Hunter Hill.
tấn công luôn. Mình vẫn cầm đội hình ban nãy cho khỏe. Ok. Chúng mình đang có hai con Atreus ở đây. Hai con Grab. Trụ 700.000 máu à? Không có gì khó khăn không? Tạm thời mình cứ để con Kankan ra trước nhá. Có con chó, có con chó bụng dài bạn ạ. Con chó bụng dài này gõ nó cũng đau. Kiểu ra con Delin Queen này mà mình nâng cái talent Savage Blow nó thì cũng khỏe đấy nhỉ. Kiểu nó đấm như thế cơ mà. Không biết DPS của nó là bao nhiêu nhưng mà thấy khỏe vậy. Chúng mình có khách các bạn này. Một con chuột chuỗi. Mà này toàn Trailist à? Mà này mà cho con Saber vào thì khỏi luôn. Các em cún ở đây khóc thét luôn. Đây. Rồi luôn. Ui, vãi mà này toàn Trailist ạ. Vãi nồi. Đúng rồi, để đá vào con chồn đằng sau. Đây. Thôi mình gọi ít dây nhé, cho nhanh các bạn ạ. Nói chung là chúng mình đang còn mấy màn tiếp ở đằng sau nữa cơ. Thế là chúng mình phải đánh nhanh màn này. Con ít của mình nó không bị, nó miễn nhiễm tất cả với những cái kháng, nó kháng được tất cả những cái bất lợi mà kẻ địch gây cho mèo ấy, thành ra là khá là ngon. Ý là tất cả các bất lợi của quái trong màn này, chứ còn các màn khác như kiểu có curse hay có mấy cái lung tung gì thì mình không biết. Ôi, mình vừa bóc con căn căn mình. Chết. Tấn công. Mấy con chuột nó bực mình thế nhỉ? Toàn bọn đánh xa ấy. Đánh nha. Đánh nha. Đúng rồi, đánh nha. Đúng rồi. Đoạn này mình chỉ việc đánh liên tục là được. Đấy, mấy con chuột chuỗi nó không đánh được vào con phono của mình nữa. Mà con ít của mình thì khỏe. Ít chết rồi à? Phải rồi. Nào, nhà có 6-7.000 máu thôi. Đánh đi. 6-7.000 máu thôi. Kìa. Nhà 6-7.000 máu. Trời ơi. À. Con chó xúc xích này trâu thế. Đấy rồi, tấn công. Chiu. Ui rồi xong. Rất là khổ. Ok, vậy chúng mình còn là 2 màn nữa các bạn ơi. Mobert Mesa. Cái mình không biết đọc các bạn. Mobert Mesa. Lại Trailist à? Từ. Ôi, 4 kẻ địch luôn này. Từ để xem màn này có bao nhiêu con nhé. Màn này, ui nhiều vậy. Màn này có phải Trailist không nhỉ? Mình, nếu mà Trailist thì mình sẽ cầm đội hình này. Đội hình này cũng được mà. Nhưng mà nhìn xương xương qua có 4 con Trailist rồi các bạn ạ. Ok. Tấn công.
Mình chưa gọi cái gì vội nhau ạ. Ui vãi ạ. Ôi rồi ôi vãi ôi rồi ôi. Ôi vãi luôn. Thôi xong, thế này thì chịu thôi. Red với cả zombie ạ. Màn này chắc chị được các bạn. Mình không có nào vừa anti red vừa anti zombie. Ui, vai. Không sao. Ôi, 64% này. Chứng tỏ hai cái đây là boss các bạn ạ. Xem nhá, bây giờ chúng mình sẽ sắp một cái đội hình như thế nào. Bây giờ chúng mình sẽ cần có một con khống chế red đầu tiên. Chúng mình sẽ cần đến iCard ở đây nhá. Tiếp theo là chúng mình sẽ cần đến mấy con anti zombie. Rồi. Mấy con anti zombie mà freeze mà choáng cái thứ, mấy con châu châu ấy vào đây hết. Đây. Con này là một. Đó. Màn này cần có thêm con Wicked Cat. Đây, con này là hai. Đó, hai con này. Còn đánh red ấy thì bây giờ mình sẽ dùng con Element Duris Cat các bạn ạ. Mà này chúng mình sẽ không cần dùng cái can can. Uber thì tạm thời bỏ ra đã. Hiện tại mình cho con ít này vào thôi. Ban nãy còn đúng rồi. Thế thôi. Bây giờ chúng mình sẽ cho combo research vào nha. Combo research thì có thể là lát nữa chúng mình sẽ spam được ngon hơn. Research thì bây giờ mình sẽ bỏ một con nào đấy ra đây nhỉ. Con này là combo để lên trên nhé. Mà này rất nhiều zombie luôn ạ. Xem nào. Chắc là được. Con này cũng đóng vai trò làm midshield được mà. Nên mình sẽ... Ui, mình đang có 80 kia luôn. Để nâng con này lên luôn. Level 46 nha các bạn. Được tưa. Con này level còn cao nữa. Con này level 5 mấy rồi. Ok, tấn công. Tấn công. Wushu chắc là cân được thôi. Wushu khỏe lắm. Bây giờ mình mà cho con Element Duris Cat này ra thì nó còn khỏe nữa này. À chết rồi, chết. Mình quên không mang cái trụ. Chết. Mình quên không mang cái trụ rồi. Thế thì đoạn này phải spam nhiều missile xong rồi lát nữa. Lát nữa khi mà đánh vào trụ thì con lợn nó sẽ chui vào dưới. À không, mấy con anti-red thì để lên trên cũng được các bạn ạ. À thôi từ từ, mình nghĩ là mình cũng phải từ từ đấy. Đúng rồi. Chuẩn rồi. Hủy diệt đi. Hủy diệt. Hủy diệt. Ui, căng quá trời ơi. Ôi. Khó vai ạ, trời ạ. Ui, 10% này. Từ từ mình bắt đầu nghĩ ra rồi nhá, từ từ xem nào. Khéo khi hôm nay mình chỉ chơi được 4 màn thôi các bạn ạ, để cho video nó đỡ dài. Để xem nhá, bây giờ nếu mà đoạn đầu mà mình đẩy được cái con nếu mà đoạn đầu mà mình giết được cái con lợn đỏ kia luôn thì đoạn sau giết cái con lợn tím sẽ dễ các bạn ạ. Mà giết từ để xem nhá. Bây giờ con này có bị khống chế nhưng không tốt lắm thì phải. Con này có talent anti zombie đúng không? À, anti angel ạ, trời. Ôi.
Anti-angel là sợ rồi. Từ từ, có một con nào đấy anti-zombie. Nhưng mà con này có talent. Ồ, thế này lại không được rồi. Xem nhá, từ từ. Phải có con nào gánh gánh được bọn zombie các bạn. Phải có con nào cân cân được zombie cơ. Cân zombie thì có khi là bỏ ít ra nhỉ. Ở trên chắc chắn là sẽ đánh được red nếu mà mình sẽ đầu tư thêm vào cái gì đấy. Nãy là mình gọi con này ra hơi thừa nhỉ, mình sẽ bỏ con này ra nhá. Cho thêm một con này nữa để cho được combo research hai cái đi mà. Đó, Kunio Kun này thì thôi mình sẽ dùng Rich Card nhá, mà này đầu tư tí nhá. Bây giờ đoạn trên có con gì xử lý red nhanh nhỉ? Con nào hủy diệt red? Kẻ hủy diệt red rồi. Mà hủy diệt red thì chắc là có ít thôi nhỉ? Mình nghĩ là mình sẽ cần quan tâm đến bọn zombie hơn. Ok, thế thì red red có rồi nhá. Bây giờ chúng mình sẽ cần đến zombie. Zombie thì bây giờ chúng mình sẽ đề cử. Mình sẽ đề cử đến zombie thì bây giờ chắc con này cho rẻ các bạn ạ. Nếu mà dùng rich card thì mình có nhiều tiền lắm, không không phải sợ nhá. Với cả màn này sẽ cầm cái trụ này, thấy chưa? Ok. Mình nghĩ là màn này nó sẽ qua một cách chóng vánh. Đoạn đầu thì chúng mình sẽ tiết kiệm tiền để cho tiền nó lên thật là cao đã, sau đó mình sẽ dồn thật là nhiều mấy con unit mạnh lên trước. Ở trước ấy thì lên trước mấy con lên trước chắc chắn sẽ là mấy con red rồi, tại vì bọn zombie nó sẽ chui đất, thấy chưa? Dĩ nhiên là mình vẫn vẫn cần phải gọi Wushu Cat rồi, tại vì Wushu Cat thì nó cũng là Mitchell mà. Mitchell chả có Mitchell này tanh với cả lấy ngon thôi. Đấy, trên nhìn red trông khủng bố kia mà. Đây, cho thêm ít nữa, chuẩn chưa? Ok, chuồn đất đi, chuồn đất, chuồn đất, chuồn đất, chuồn đất, chui xuống đất, đúng rồi. Đây, tầm này mình bắt đầu gọi bọn anti-zombie ra này. Ui. Đấy, giết được con đỏ ngay. Bây giờ còn lại là bọn zombie thôi. Cố lên, cố lên, cố lên. Ô, con lợn chết chưa anh nhở? À, chưa, 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 chưa. Rồi, ôi. Đúng là đầu tư tí nó khác hẳn các bạn ơi. Đánh bọn zombie mệt thế. Ôi, bắt đầu đến tầng này mới thấy zombie đấy. Ban nãy làm gì có thấy zombie đâu. Nào, chui lên. Ai cho xuống. Đấy, chết ngay. Ok, thắng rồi các bạn ơi. Trời ơi, video lần này chúng mình đã cuối cùng đã thắng được màn này. Đánh Uncanny Legend. Tính ra mình mà có nhiều thời gian chơi hơn thì mình sẽ clear thẳng một mạch luôn đến chỗ nào mình bị kẹt thế thôi. Nhưng mà hiện tại thì mỗi tuần chúng mình chỉ chơi được như này thôi các bạn ạ. Ok. Ôi, còn hai màn nữa. Revolver Rich. Nhưng mà chắc là video lần này chúng mình chỉ chơi đến thế thôi các bạn ạ. Các bạn đã tốn 40 mấy phút của đời rồi. Thôi, tạm thời như này đó các bạn ạ. Trời ạ, màn này có 6 ải. Đó, vậy là chúng mình đã hết một tuần nữa rồi. Và mình vừa mới xử lý xong mình vừa mới xử lý xong 4 ải. Để video lần sau chúng mình có thể nhẹ nhàng hơn. Biết chưa? Đó, tranh thủ gửi XP vào đây nha. Đó, ok. Ôi, chắc là video lần này chúng mình chỉ đến thế thôi các bạn ơi. Chúng mình đã vừa đánh được 4 ải ở trong cái phần Uncanny Legend mà mình đang chơi hiện tại rồi. Thôi, thế chúng mình sẽ đợi đến tuần sau chúng mình sẽ chơi tiếp nha các bạn. Ok, cảm ơn các bạn xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Bye bye, bye bye, bye bye. Bye bye. Yeah.